Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo truy tìm nhân chứng, phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc chị Lê Thị Phương, sinh năm 1976, trú tại thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tử vong không rõ nguyên nhân. Thông báo nêu rõ, chiều tối ngày 16 tháng 3 năm 2024, chị Phương được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân tại vị trí dưới kênh nước sát đường cao tốc Nghi Sơn-Sao Vàng, đoạn km 17-1 qua thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Hiện trường vụ việc có xe máy của chị Phương dựng ngay sát thanh rào chắn ven đường. Để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Phương, cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 đến 17 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2024, công dân nào điều khiển phương tiện tham gia giao thông có lắp camera hành trình hoặc di chuyển qua tuyến đường nêu trên, biết nội dung liên quan đến vụ việc thì báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra qua số điện thoại 0964 218 686 gặp điều tra viên Lê Đình Tuấn hoặc cơ quan công an nơi gần nhất